nhầm bên khi thấy đội tuyển quốc gia Việt Nam được hiển thị ở bên phía bên phải. Xin chân thành xin lỗi quý vị và các bạn khán giả. Chúng ta cùng trở lại với cấm và chọn, đổi ngược lại với lượt chọn Jace của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì Singapore ngay lập tức lấy cho mình Ragas cùng với Lucien. Ragas và Lucien, một lượt trao đổi mà tôi nghĩ rằng Singapore đã làm không quá tệ. Họ đổi chúng ta 1.7 giây, một con bài mà đã nói rất nhiều lần, đi đường đơn gần như là mạnh nhất vào lúc này. Chỉ có một vị tướng mà có thể sống sót được phần nào đến giai đoạn mid game và sau đó hy vọng là cuối game mạnh hơn so với là Jay, đó còn Sing mà thôi. Còn trong khi đó, Singapore họ có một cặp đường dưới mà tôi nghĩ rằng khá là ok để phối hợp với nhau. Khả năng dồn sát thương trong một nhịp của cả Ragas cùng với Lucien là vô cùng tuyệt vời. Hoặc là trong trận thi đấu này, Singapore họ hoàn toàn có thể xoay bài. Khi mà Lucien là con bài khả dĩ ở thời điểm này có thể đổi đầu lại với Jace, thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là JK ở trong trận thi đấu này, anh ta sẽ đem Lucien lên khu vực điều trợ để đối đầu với Jace nằm trong tay của Shai. Nhưng sự lựa chọn thứ hai của đội tuyển quốc gia Việt Nam là một sự lựa chọn có thể counter lại con bài Lucien của bên phía đối thủ, đó là Xin Zhao. Và chúng ta có thêm một lần nữa con Rakan được xuất hiện ở trong đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Liệu rằng đây sẽ là Rakan nằm trong tay của hỗ trợ MT hay sẽ một lần nữa là Rakan sốc điện ở khu vực giữa nằm trong tay của cô giáo đây? Tôi đang thích cái option 2 hơn, cái lựa chọn thứ hai. Khi vốn dĩ khi chưa có bất kỳ ai chơi con này ở đường đơn, lúc đó mình đã nhận rằng Rakan đi đường đơn rất mạnh, đặc biệt là khi bạn cầm sốc điện và lên full sức mạnh phép thuật, thì cái khả năng khống chế nó cộng hưởng với khả năng sốc sát thương trong một nhịp của Rakan, nó khiến Rakan không khác gì một vị tướng sát thủ cả ở khoảng thời gian ban đầu. Nhưng càng về sau thì điểm yếu của cái build đồ này là Rakan không thực sự là quá khỏe về cuối, bởi vì những cái chiêu thức ở trong bộ chiêu thức của Rakan á, nó không có phần trăm cộng thêm sức mạnh phép thuật tối đa, cho nên đó lý do mà Rakan không phải quá mạnh về cuối trận đấu, nhưng nó vẫn sẽ có tác dụng nhờ khả năng CC. Và chúng ta đang đến với phase cấm thứ hai. Bên phía của Singapore họ chọn cấm đi Akali cùng với Darius. Đây là hai lượt cấm để đảm bảo rằng Lucien của đội tuyển quốc gia Singapore sẽ có được một thế đánh là thuận lợi nhất. Sẽ có ít nhiều con bài mà đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể sử dụng để có thể tìm vào vị trí của con bài Lucien, con bài chủ lực nằm trong đội hình của họ. Và họ sẽ có thêm Lulu. Như vậy là thông qua lượt chọn thứ tư này, Singapore đã cho thấy ý đồ chiến thuật của họ là rất rõ ràng. Ở trong trận thi đấu này, họ sẽ all in dành cho con bài Lucien. Và con bài Lucien này phần nhiều sẽ nằm trong tay của Raven khu vực đường rồng. Tôi lại nghĩ khác anh Việt nha. Khi mà họ đã bích con Lulu thế này rồi, tôi nghĩ đây là một cái biểu hiện để họ bích thêm được một vị tướng sát xạ thủ nữa. Họ sẽ đánh hai xạ thủ, hai con tướng chống chịu là Ragas cùng với Garen, và họ sẽ có Lucien ở cái đường đối diện cái con dây của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một cái ý tưởng, bởi vì Lulu cùng với Lucien thật ra kết hợp với nhau tôi nghĩ nó cũng không phải là quá tuyệt vời, nên cần có một vị tướng nào đó hyper carry thực sự kết hợp với Lulu và cộng hưởng thêm cái tốc độ bắn mà Lulu cộng thêm nhờ những cái búp khiên của mình, nó sẽ là tuyệt vời nhất. Đồng ý, hoàn toàn có thể chơi hai xạ thủ. Nhưng nếu như vậy thì cái đội hình của họ nó sẽ lại hơi đi ngược lại với cái phong cách của Singapore, một Singapore mà tôi thường thấy. Singapore mà chúng ta biết đến là một Singapore có lối đánh cũng rất tốc độ. Tốc độ của họ so với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì cũng không thua kém chút xíu nào cả, có thể nói là 1:8, 1:10. Do đó là nếu như ở trong trận thi đấu này, ở Singapore họ vẫn theo đuổi cái lối chiến thuật đó của họ, tôi vẫn nghĩ Lucien sẽ là sự lựa chọn kết hợp với Lulu ở khu vực đường rồng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nhưng trước hết thì đội hình của đội tuyển Việt Nam đã được hoàn thành. Shen là sự lựa chọn cuối cùng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và trong khi đó thì lựa chọn cuối cùng của đội tuyển quốc gia Singapore đó là Oriana. Cả hai bên trình diễn một cái đội hình rất rất lạ mặt với nhau. Nhưng có vẻ như là bên phía của Singapore thì mọi chuyện nó tương đối là phù hợp hơn. Với con bài Lucien sẽ được đẩy xuống đường rồng, Oriana ra đường giữa, Ragas đi rừng và Garen ở khu vực đường Baron. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đang có một cái bộ khung mà tôi chưa bao giờ thấy họ thi đấu ở màu áo câu lạc bộ cái đội hình như thế này. Đội hình rất lạ đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam chắc chắn là như vậy. Nhưng mà Jay sẽ không nằm trong tay của Shai, trái với chúng ta dự đoán đúng không? Đó là Shen sẽ nằm trong tay của Shai khu vực đường trên. Còn Koyota sẽ cầm lấy cho mình vị tướng Jay đi khu vực đường giữa. Tức là tôi nghĩ rằng nếu như trong trận thi đấu này Shai anh ta quyết định cầm lấy Jace đi đường trên để đánh với Garen của bên phía Singapore thì Việt Nam chắc chắn là sẽ có một cánh thắng. Còn Koyot thì nếu như anh ta thi đấu đúng theo cái vai trò thường lệ của anh ta, tức là anh ta đóng vai trò là người đánh làm nền những người đồng đội của mình á, anh ta hoàn toàn có thể cầm Shen đi ở khu vực giữa đánh một cách chì chạc cũng được, như là cái cách mà anh ta hay đánh con Darius khu vực giữa.
để có thể đến với người đồng hội của mình với nhất thống. Xem cái khả năng dọn lính thì thực sự cũng không phải là tệ, mặc dù đi ở khu vực giữa thì nó hơi hơi kém hơn so với Oriana một chút xíu. Tuy nhiên thì đó cũng là một sự lựa chọn không tệ một chút xíu nào cả. Tôi sẽ nghĩ ra một lời giải thích nó hết sức đơn giản và khoa học nhìn cho anh Việt. Đó là cô Jot không biết chơi. Hoặc là chưa biết chơi Zen, nói thẳng là như vậy, và anh ta tự tin với con dây hơn. Nhưng con Zen dành cho Shai, một trong những chàng trai như đã nói ở trong ván thi đấu trước, một chàng trai có một cái tay vô cùng to và khả năng thích nghi với bất kỳ một meta nào vô cùng nhanh. Nó cùng đến với loạt trận thứ hai của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Đối thủ của họ sẽ là Singapore, và chúng ta đã từng thắng họ ở lượt đi một lần. Rồi, ta đang đến với khu vực đường trên. Khu vực đường trên là cuộc đối đầu giữa Shen cùng với Garen. Shen ở level 1 đến level 3 thì chắc chắn là Shen sẽ có khả năng trao đổi chiêu thức là rất mạnh. Tuy nhiên thì Garen là một con bài có khả năng hồi phục, đồng nghĩa việc là khả năng trụ đường của con bài này là cực kỳ tốt. Và JK, nếu như anh ta bị cầu máu quá đau, đơn giản ta chỉ cần hồi lại, chỉ cần đứng lùi lại một chút xíu và hồi lại lượng máu của mình, sau đó tiến tiếp tục ra khu vực đường của mình và tiếp tục khả năng farm lính của mình thôi. Rồi, chúng ta khu vực đường rồng thì đang có những pha va chạm rất mạnh đến từ cả hai bên, và khả năng trao đổi thức từ bên phía đại diện quốc gia Việt Nam vẫn đang hay hơn. Một pha né trong một khoảng khắc duy nhất của WJ, nếu như nhìn cái cú ánh sáng khoảng ánh sáng vừa rồi của Ali, chắc chắn là WJ sẽ mất đi tất cả những phép bổ trợ của mình. WJ thời điểm này chỉ còn cho mình một nửa lượng máu thôi. Nhưng nên nhớ, WJ trong đội hình của Singapore, đây là người chơi có tuổi đời nhiều nhất, 28 tuổi, và đồng nghĩa với việc là kinh nghiệm thi đấu của anh ta theo đó cũng là rất nhiều. Anh ta sẽ đủ tinh quái để có thể né đi tất cả những lượng sát thương cũng như là những kế hoạch mà cặp đôi đường rồng của đội tuyển Việt Nam dành cho họ. Đây là con cua. Con cua nửa giữa của bản đồ đang được kiểm soát bởi đó là Jisoo. Nhưng Jisoo đang gặp quá nhiều sự nguy hiểm đây. Và đó là màn hạ gục chiến công đầu nằm trong tay của các tuyển thủ Singapore. Đội tuyển Việt Nam đã đổi lại được một màn hạ gục chiến công đầu. Quá hay. SK đang quá tâm hồn. SK đang chính xác. Và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có thêm 2 điểm hạ gục nữa. Tỷ số về màn hạ gục đang là 3-1, và đó là màn hạ gục Killing Spree dành cho Coyote. Coyote MT vẫn đang phải cố gắng bỏ chạy. Vừa rồi một chút xíu áp lực đến từ YK, nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta có được 3 điểm hạ gục ở trong tình huống thi đấu vừa rồi. Một tình huống nó mở ra nó cực kỳ hay dành cho bên phía đại diện quốc gia Singapore. Khoan đã, chúng ta hãy đến pha thi đấu vị trí đường giữa. Sát thương rất lớn đến từ Jisoo, và Jisoo có được thêm một điểm hạ gục nữa dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Jisoo, người đi rừng của đội tuyển Việt Nam, đã có được điểm hạ gục, và anh ta hạ gục được người chơi đường giữa bên phía đối phương. Như vậy thì sẽ không có ai có thể tiến ra con cua thứ hai, con cua ở nửa trên của bản đồ, để ngăn cản đà ăn cua đến từ vị trí của Jisoo nữa. Đây sẽ là một vòng rừng mà Jisoo có được 2 cua. Thật sự là kỳ lạ. Vừa rồi thì tôi cũng không hiểu tại sao bên phía đội tuyển Singapore họ lại quyết định đánh nhau sớm như vậy, bởi vì họ tự tin với sát thương của Lucian ở khoảng thời gian đầu trận hay chăng. Một pha lăn bụng tốc biến theo một cái góc chéo rất hay đến từ SK, và anh ta tiếp tục có một pha ăn rất hay nữa. Lần này người nằm xuống là Eli. Eli đã không đủ phản xạ của mình để có thể né đi trong tình huống vừa rồi, dù anh ta có tốc biến. Một pha rình rập quá tốt đến từ vị trí của SK, và một thùng đủ nổ cũng là rất đẹp nữa. Nhưng bây giờ thì Coyote là người đang được phép di chuyển trước so với YK. Anh ta đánh vào quả hồi phục này ngay lập tức. SK quay trở lại, ta muốn giao tranh, quyệt sức được găm lên người Coyote. Coyote không thể chạy thoát được ở trong tình huống thi đấu này. 4 người của Singapore là quá nhiều. Không nổi, không thể nào chịu nổi cái khả năng vây hãm đội hình của Singapore trong tình huống vừa rồi, và phải nằm xuống, đó chính là Coyote. Trong khi đó ở khu vực nửa trên bản đồ thì sao, chúng ta lấy Sai. Vừa rồi anh ta có sử dụng nhất thống vào người đồng đội của mình để tạo ra một cứng giáp. Nhưng sau đó ta thấy được là ZK, anh ta đã sử dụng tốc biến của mình và câm lặng cái chiêu cuối nhất thống đó để giúp cho đồng đội của anh ta không bị ảnh hưởng. Và Sai ở trong trận thi đấu này, anh ta đang cầm cho mình một ngọc mới, một điểm ngọc mới, đó là tàn phá hủy diệt. Khi mà chúng thấy đang có 6 stack được hiện lên ở trên trụ 1 ở khu vực đường Baron của đội tuyển Singapore. Yeah. Và đây là pha di chuyển từ vị trí của Coyote, và cầu máu rất đau, cầu sống, cầu gia tốc. Sai đang bắt đầu băng trụ của sự hỗ trợ của Coyote, và đó là màn hạ gục dành cho người đi đường trên của đội tuyển Việt Nam. Và Sai thậm chí còn lùi ra được, anh ta vẫn chưa bị hạ gục. Một pha kết hợp với tình huống di chuyển người chơi đường giữa rất hay của Sai. Nhưng khoan, đây là tình huống 1-1. Coyote ta né được, khoe ra lăng biển, là một tốc biến không trúng nhưng không sao cả. Tình huống quăng thùng rượu tiếp theo sau đó của SK vẫn giúp cho anh ta dứt điểm thành công của Coyote.
SK đang tỏ ra khá thuần thục quân bài Gragas này. Rất thuần thục và đẳng cấp. Những pha sử dụng kỹ năng là rất hay đến từ vị trí của SK. SK đang là điểm sáng ở trong đội hình của đội tuyển quốc gia Singapore. KDA của người đi rừng Singapore thời điểm này đang là 2-1-2. Một KDA là rất tốt. Ở thời điểm này thì SK cũng đã lên cho mình được cái trưởng trường sinh. Và món đồ đầu tiên đã có. SK bây giờ sẽ có thể tiến ra hàng mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên sẽ xuất hiện trong 7 giây nữa. Đó là rồng lửa cùng với sứ giả khai nước. Bình thường thì khi mà bạn đánh ra gáp đã đủ xanh đến một cái mức độ nào rồi á, thì cái món trang bị đầu tiên, đặc biệt là khi bạn đang mạnh như thế này, bạn sẽ chọn là trực Luden. Nó là quyền trường Luden, tôi nghĩ là nó hợp lý hơn. Nó sẽ giúp cho cái sát thương bùng nổ của SK nó còn khủng khiếp hơn nữa. Như khoan đã, khu vực người dưới ban đồi sao? Vừa rồi là Coyote bị vây bắt, tốc biển bỏ chạy không được. Pha truy đuổi rất gắt gao đến từ đại diện Singapore. Nhưng khoan, chúng ta đang muốn đáp trả và bắt được hai người. Coyote đã nằm xuống, nhưng ngay lập tức là hai điểm hạ gục ngược trở lại cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cú xoáy cầu là rất đẹp từ vị trí Orellana trong tay quay cây như đây. Pha bắt trụ quá mạnh mẽ đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta có được một bàn hạ gục và sau đó thì Jisoo tiếp tục có được thêm một bàn hạ gục vào vị trí của SK nữa. Một pha bắt trụ với bốn người quá mạnh liệt và đội tuyển quốc gia Việt Nam chia đam với nhau là rất tốt ở trong tình huống này. Một pha rõ ràng là Singapore họ đánh, họ biết là chúng ta tạm thời đang thiếu người và họ dứt điểm rất nhanh Coyote ở trong tình huống trước đó. Nhưng ngay lập tức toàn bộ phần còn lại của đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam chạy thẳng xuống dưới và có một pha vây hai người ngược trở lại để gỡ lấy điểm hạ gục. Họ biết rằng, chúng ta biết rằng là JK anh ta vừa mới lộ tầm nhìn khu vực trên xong, đánh kiểu gì chúng ta cũng sẽ chỉ là hơn người so với phía bên kia mà thôi. Thời điểm này đang có một cú rinh rập đến từ vị trí SK, tiếp tục thủ đoạn nổ hay. SK đang bắt đầu có những pha giao tranh, có một lộ hỏa đến từ vị trí của Lulu. SK vẫn còn sống. SK bây giờ đã bị hạ gục và dùng sát thương rất mạnh mẽ đến từ đội tuyển Việt Nam. Và tiếp tục là Garen của JK đang chống chịu sát thương, nhưng bây giờ ta chỉ còn được máu, ta sẽ phải lùi về thêm trụ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có 4 người đây, có thêm một đợt lính nữa. SK xin lỗi các bạn, đó là JK đang nỗ lực để có thể dọn lính và anh ta thành công làm được điều này. Ở thời điểm hiện tại thì hai mục tiêu trên bản đồ vẫn đang còn nguyên. Bây giờ thì sứ giả khe nước mới được ăn đi bởi Jisoo. Một pha tranh thủ thời gian rất tốt đến từ người chơi đi rừng của đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ chúng ta đang bước đến cái giai đoạn mạnh nhất của đội hình mà bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam chọn. Tức là giai đoạn mà chúng ta sẽ vây hãm những cái trụ của đối phương rất đơn giản và có những tình huống cấu máu trước khi bước vào những pha giao tranh. Ngay kể cả là một con rồng lửa thế này cũng là một nơi tuyệt vời để chúng ta thực hiện cái chiến thuật đó, liên tục cấu rỉa máu với dây cùng với lất và sau đó lao lên với Rakan và Xin Dao. Đồng ý. Tuy nhiên là chúng ta vẫn thấy đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu rất thận trọng trong trận thi đấu này. Khoan đã, đây là pha Jisoo phong lôi thường là không chính xác được, đáng tiếc. Nhưng đó là pha lao vào hất tung được quay cây của MT. Pha sấy cầu ngược trở lại chúng vào vị trí của Jisoo, có khổng lồ hóa. YK đang nỗ lực để có thể lùi về. Anh ta đã lùi về từ được thêm trụ. Anh ta vẫn còn sống. WC đã hỗ trợ thành công cho YK có thể chạy thoát được. Ôi, thật sự là rất may mắn dành cho YK trong tình huống vừa rồi. Nhưng khoan đã, chúng ta chưa dừng lại. Chúng ta vòng ngược trở lại vào rừng mà bắt được cặp đôi đường rồng từ bên phía Singapore. Họ đang muốn ra phòng ngự trụ đường dưới của họ, nhưng họ lại không có tầm nhìn trong rừng và họ bị bốn người từ bên phía đội tuyển Việt Nam bắt được. Và chúng ta đang chia hai, một là để hai người bào đi cái trụ này và hai người còn lại sẽ kiểm soát con rồng lửa. Ở thời điểm hiện tại thì sứ giả khe nước cũng đã được thả ở khu vực đường giữa. Đội tuyển Việt Nam sẽ muốn lấy trụ, như đây Jisoo anh ta bị dính một cái tung đụng độ, anh ta bị làm câm lặng nhưng ta vẫn có thể tốc biến sang bên kia đội tường. Jisoo sẽ có thể thoát đi được. MT đang cover cho Jisoo có thể lùi về được và tiếp tục là khóa ánh sáng trói chân chính xác từ vị trí của Ellie, ngăn cản đà tiến công của Singapore. Nhưng với pha thi đấu này thì Singapore sẽ có được lợi thế và họ sẽ có thể tiến vào để kiểm soát con rồng lửa này. Cũng vậy, sức ép khá lớn đến từ toàn bộ đội hình của đội tuyển quốc gia Singapore đã khiến cho ta phải rút lui thì trong tình huống vừa rồi. Nhưng rút lui với một khoảng trống lớn được mở ra trên bản đồ thì Sai vẫn có thời điểm, Coyote vẫn có thời điểm để tận dụng sai lầm từ bên phía bên kia, lấy lại được một trụ dành cho chúng ta. Đã lấy lại được trụ và ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có hai trụ. Trong khi đó Singapore vẫn chưa có được trụ nào. SK thậm chí còn đang bị bắt bởi Sai ở đây. Sai tiếp tục lao vào với vợ anh bộ không chính xác vào người của SK. Khá khó, một pha tốc biến để né đi vô anh bộ rất khéo léo của ESK trong khi đó mình đuổi trên mạng đồ. Sao cô đứng đây đợi ba thành viên đối phương à, có vẻ hơi căng. Quay ngược trở lại và thành công ra can mở combat cực kỳ đẹp của MT. Anh ta quay lại unstoppable dành cho Xin Dao của Jisoo, double kill một lần nữa trong ván thi đấu này dành cho Jisoo. Giao tranh liên tục đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam
và đó là quyết định giao tranh chính xác. Và chúng ta cũng phải nói đến một pha cầu vồng tối thượng rất đẹp đến từ vị trí của Ellie. Liên tiếp là những điểm hạ gục được đem về dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở thời điểm này thì đội tuyển Việt Nam đang hơn 9.000 tiền và thậm chí bây giờ là 10.000 tiền rồi so với đội tuyển quốc gia Singapore. Và thậm chí Việt Nam vừa mới đem về thêm một cái trụ ở khu vực được giữa nữa. Và như vậy là đội tuyển Việt Nam đã bóc được toàn bộ đi dàn trụ ngoài của Singapore. Và thậm chí là chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa cơ. Bởi vì con Sen đang cầm tàn phá hủy diệt của Sai, nó liên tục đi đẩy lẻ, ta lại lấy thêm một trụ hai của mình dưới. Bây giờ anh ta nằm xuống cũng không phải là một cái gì đó quá tệ, nhưng Sai vẫn chạy được ở trong pha thi đấu này. Một pha thu kiếm và tạo một lớp giáp khổng lồ kết hợp với cả hai lớp giáp đến từ Rakan và lực quá hay đến từ đội đại diện đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quá nhiều giáp, trong khi đó khu vực được trên DK đang muốn lấy trụ nhưng đó là pha phòng thủ của IT. Còn trong khi đó khu vực được giữa đang có giao tranh phòng lực lượng là chính xác và một người đã phải sử dụng đầu hộ cát, đó là SK. Nhưng ở đây có hai người của đội tuyển Việt Nam, SK chắc chắn sẽ kẹt lại trong bàn này. Trong khi đó Jisoo vẫn đang tiếp tục di chuyển và truy đuổi vào hàng sau của bên phía Singapore. Bây giờ thì không còn mục tiêu nữa, Jisoo sẽ lùi lại với những người đồng đội của mình. Và bỗng nhiên trận đấu như đã nói sau khoảng 3-5 phút đầu tiên nó rất là chậm. Thì bây giờ đến phút thứ 10, chúng ta đang tổng cộng có đến 23 điểm hạ gục khác nhau và 13.000 tiền chênh lệch dành cho đội tuyển Việt Nam. Ta băng vào trụ hai bên phía bên kia như chốn không người vậy, lấy đi thêm một điểm hạ gục nữa, thậm chí đó là hai, thêm một trụ hai ở khu vực đường giữa. Vẫn chưa muốn dừng lại, Lulu đang rất thấp máu, Lulu vẫn chưa bị hạ gục. Chúng ta đang cần phải chậm lại một nhịp ở trong pha thi đấu này. Pha lập choáng không chúng ai cả đến từ Eli, quay lại bắt đầu bắn là Coyote. Coyote đang khá mạnh, rất mạnh, đó là Coyote. Và chúng ta cũng phải nói đến sự cống hiến đến từ vị trí của Ellie. Những pha khóa chính xác của Ellie từ đầu trận thi đấu đến giờ đạt độ chính xác là rất cao. Và vừa rồi là những quả cầu ánh sáng kết hợp với cầu vồng tối thượng lấy đi rất nhiều lượng máu đến từ đội hình phòng thủ của Singapore. Và chúng ta ép lui được Singapore. Sau đó thì sẽ quay về hàng con sứ giả khe nước, kiểm soát thành công của sứ giả khe nước này và tiếp tục ăn được thêm một con cua nữa. Mọi thứ đang diễn ra rất mạch lạc dành cho đội tuyển Việt Nam. 14.000 tiền chênh lệch so với đại diện của Singapore. Và chúng ta dù là bị thua một rồng, nhưng rồng ở thời điểm này nó không còn phải là một yếu tố quan trọng nữa, khi khoảng cách chênh lệch về lượng vàng nó đã quá nhiều như thế này rồi. Gen của Sai đang được cử lẻ ra một cánh để tiếp tục có những tình huống đi lấy trụ một mình. Nhưng đây là ba người ném một chiêu cuối của Lagan, giữ chân thành công. Sai Sai này cố gắng bỏ chạy, vô anh bộ ở bên phía bên kia hang Baron và anh ta bỏ chạy như đối phương không hề có nỗ lực truy đuổi nào luôn. Ba người của đội tuyển quốc gia Singapore thậm chí là không lấy được nửa bóng của Sai. Và đây là pha lao lên tính từ FT, ấp tung được quá nhiều người. Có khổng lồ hóa của Lulu lên người của GK, nhưng GK cũng đang phải đánh lùi trong bàn thi đấu này khi mà sức tiến công của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang là quá mạnh mẽ. Đó là Jisoo phong lên thứ tiếp tục chính xác nhưng chưa vội đu vào với căn trường. Bây giờ Sai đến và có vụ ảnh bộ, tiếp theo là cầu vòng tối thượng, nhưng mà hạ gục này sẽ được nhường lại dành cho hỗ trợ FT. Mà hạ gục killing spree của ta. Rồi, Coyote đang dẫn con sứ giả của đại diện đội tuyển quốc gia Việt Nam dẫn thẳng vào nhà chính. Chúng ta sẽ dùng con sứ giả này để end game ngay vào phút thứ 13 mà thôi. Tôi đã nói, tốc độ ở những ván thi đấu có đội tuyển Việt Nam nó quá nhanh và khiến cho tất cả đối thủ của họ không kịp trở tay. Thêm một lính ở đường giữa, chúng ta liệu có lấy được cái trụ này không? Có vẻ như hơi khó. Đội tuyển bên kia đang bắt đầu hồi sinh và quay ngược trở lại cùng đường của họ rồi. Và bây giờ là thời điểm mà còn 26 giây nữa thì con rồng đất sẽ chuẩn bị xuất hiện ở trên bản đồ. Với phiên bản mới này thì chúng ta sẽ chỉ có 3 rồng thôi, 2 rồng thường mà và 1 rồng ngàn tuổi. Do đó con rồng này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu như họ chọn phong cách đánh an toàn ở trong trận thi đấu này thì họ sẽ nên kiểm soát thành công mục tiêu này. Và Jisoo đang làm đúng điều đó, ta đang kiểm soát tầm nhìn xung quanh hang con rồng. Đây là SK, Jisoo tiếp tục có một lượt thường chính xác đu vào với căn trường và SK đã bị hạ gục. Và điểm hạ gục Legendary dành cho Jisoo tiếp tục là giao tranh nổ ra. Singapore có nhiều người hơn ở đây, có khổng lồ hóa lên người của GK. Và Jisoo cũng đã bị hạ gục, hai người đi rừng đã nằm xuống. Nhưng bây giờ Coyote đến quá nhiều sát thương, WJ đang phải lùi. Và đó là khóa ánh sáng chính xác từ vị trí của Ellie. Raven đang bắn trả, cầu bóng tối thượng không trúng ai. Nhưng đó là một pha đại lượng exact tiếp tục là lao lên từ vị trí của FT. Double kill dành cho hỗ trợ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Unstoppable dành cho một chú Rakan hỗ trợ trong tay MT. Không thể tính hơn được, tất cả 5 vị trí của đội tuyển Việt Nam đều có thể gánh tìm.
ở khu vực nửa trên bản đồ, Southside đang rất lạnh lùng đẩy lẻ một mình mà thôi. Anh ta lướt thẳng vào trụ bên phía bên kia, đồng đội đang bị tấn công. Shine đang quay trở lại để hỗ trợ đồng đội của mình, ẩn đồng hồ gương rộng hất tung được một người mà thôi. Và quay ngược trở lại trả sát thương đến từ xin giao của Jisoo. Jisoo đang cố gắng thả diều, à không, đó thực ra là Kuyute thì đúng hơn. Có chiếc thống ở đây, chỉ là tạo giáp mà thôi. Bảo hộ linh hồn của Shine trong pha này mặc dù là không đẹp lắm, nhưng ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển quốc gia Việt Nam với việc họ hơn tiền quá nhiều thì rất khó để cho Singapore có thể hạ gục được ai. MT đang bị truy đuổi, MT đã bị hạ gục, mà hạ gục dành cho xạ thủ của Singapore đó là Raven. Nhưng cái trụ ở khu vực đường trên của Singapore thời điểm hiện tại chỉ còn rất thấp máu mà thôi. Một chút máu nữa là cái trụ này sẽ nổ. Một pha vừa rồi hình như là SK anh ta đang cố gắng tốt biến để truy đuổi Koyos. Anh ta đang muốn thể hiện tình hữu nghị, những người anh em rất quen nhau từ lâu rồi, và anh ta muốn gặp người bạn của mình. Nhưng Koyos rất đanh đá. Koyos quay trở lại, hạ gục không chỉ một, à không, hạ gục chỉ một mà thôi. Nhưng Sai đang đến, và Sai sắp có điểm hạ gục. Trong khi đó thì Jisoo, anh ta đang có mặt ở khu vực đường giữa, anh ta đang bị bắn rất đau bởi Raven. Và sau đó Jisoo sẽ phải lùi, nên nhớ là bùa xanh không thể hồi máu trong phiên bản mới nữa. Jisoo sẽ phải chạy thật nhanh. Trong khi đó thì W cho anh ta đã phải buộc sử dụng đến khổng lồ hóa của mình với hy vọng chạy thoát. Nhưng đó là pha bọc đầu đến từ vị trí của Ellie. Khóa ánh sáng kết hợp với quả cầu ánh sáng nữa, không còn đường nào cho WJ có thể chạy được. Và bây giờ phút thứ 15, chúng ta có 17.000 tiền chênh lệch, tất cả dàn trụ của đối phương đều đã biến mất. Và vừa rồi đáng lý ra là nếu như mà JT của Koyoto anh ta thật sự muốn end game á, anh ta đã có thể đi theo cái đợt lính siêu cấp ở đường dưới và kết thúc trận đấu này luôn rồi. Nhưng có vẻ như đội tuyển quốc gia Việt Nam muốn được chơi lâu hơn, muốn được thưởng thức trận đấu của mình nó lâu hơn một chút, và họ sẽ ăn con Baron này thành công. Chắc chắn sẽ ăn được Baron thôi. À không, chưa chắc, khi mà SK đang có mặt ở đây, SK vẫn còn cho mình đó là cái thùng đồ đỏ nha. Ta đã bị ngăn cản BFT. SK nỗ lực lao vào nhưng con Baron đã thuộc về cho Eli. Và đến SK, anh ta lao vào hang của Baron, anh ta bị kẹt lại. Và bây giờ thì Sai có một lời bàn tay Baron. Quá nhiều lính ở đây, 5 con ô tô. Và cái nhà chính của Singapore chỉ còn 225 máu, 47 máu. Nhà chính đã nổ. Và chiến thắng ở trong trận thi đấu này đã thuộc về cho đại tuyển quốc gia Việt Nam. Lại một chiến thắng vô cùng mãn nhãn và đẹp mắt đến từ các chàng trai áo đỏ của chúng ta. Thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Thực sự là như vậy. Rõ ràng là lối đánh của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tất cả những trận thi đấu của họ luôn luôn như vậy. Một lối đánh vô cùng tốc độ, đúng với tinh thần tốc chiến tốc thắng. Chính xác. Đối tượng như thế, chưa có bất kỳ một trận nào của đội tuyển Việt Nam ở trong SEA Games 31 tính đến thời điểm này, ngày thứ 2, mà kéo dài được qua một thứ 18 như vậy. Nó chỉ là kết thúc trước 18 nha, tôi thậm chí là không dùng đến cái mốc 20 nữa, chỉ là mốc 18 thôi. Vừa rồi là một trận đấu kết thúc trong vòng 16 thi đấu. Và có lẽ là Singapore họ đã phạm sai lầm ở trong trận thi đấu này khi mà họ chọn một đội hình phải scale về giai đoạn giữa, giai đoạn cuối trận đấu, với sự lựa chọn Oriana là quân bài cuối cùng của mình. Và với sự có mặt của cả Oriana cùng với Lucian ở trong đội hình thì Singapore chắc chắn sẽ rất khó để có thể đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong giai đoạn